Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán đệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 487-7889 Như Huyền và Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà Phê Sáng Cuối Tuần. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi phát hình trên hệ thống của đài truyền Lido Sài Gòn TV bằng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày cuối tuần, ngày 17 Tây tháng 9 năm 2022. À, một lần nữa thì Lê Thái và Như Huyền gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Mời em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Cảm ơn Lê Thái, chào Lê Thái ngày hôm nay rất vui cũng được gặp lại lê thái và tất cả các quý vị đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay thưa quý vị ngày hôm nay thời tiết ở cali mát hơn so với tuần trước thưa quý vị và ngày hôm nay cũng như thường lệ như huyền với lê thái sẽ đưa đến những bản tin rất là thú vị và rất vui trong ngày hôm nay Dạ yeah, và cái thưa quý vị cũng như thường lệ thì những cái bản tin chúng tôi cũng nhằm mục đích là mang đến cho quý vị cái niềm vui trong những ngày cuối tuần cái thông tin đầu tiên lê thái gửi đến quý vị là cái thông tin về cái loài cá biến đổi chênh thưa quý vị như quý vị quý vị cũng đã biết thì trong cái thời gian vừa qua rất là rất là lâu rồi khoảng chừng khoảng chục năm đổ lại đây á thì hồi xưa đó không biết chị như Huy có để ý hay là quý vị có để ý hay không thì khi mà chúng ta nuôi một cái một vài loài cá người ta gọi là cá cá kiện á những cái con cá cá nhỏ đó thì khi mà người ta nuôi có những con cá đó chúng ta thấy là những cái màu sắc cơ bản của nó đã rất là đẹp rồi uh -huh. nhưng sau này là cũng những cái giống cá đó thì chúng ta thấy lại rất là nhiều cái màu sắc khác nhau nhiều người người ta lai like tạo ra những cái giống cá thí dụ như em nói đơn giản đơn cử thôi là cái giống cá bảy màu là cái giống cá mà rẻ tiền nhưng mà nó mang cái màu sắc sặc sỡ và đẹp nhất mà cái thời tuổi thơ của lê thái cũng như là quý vị nào mà đã có ở việt nam á, thì chúng ta đều biết đến cái loại cá này hoặc là cá bảy màu cá ong tiên hoặc là những con cá sim hoặc là con những con cá beta nhưng sau này thưa quý vị những cái loại cá này được những cái nhà lai tạo người ta lai, lai tạo bằng rất là nhiều cách để người ta biến đổi cái chin của ừ. nó để làm sao cho những có ra những cái giống cá mới nó đẹp hơn và nó phù hợp với thị trường hơn và thu hút những cái người mà yêu chuộng những cái loài cá kiển hơn nhưng thưa quý vị những cái người đó người ta làm công tác lại tạo nhưng người ta quên mất một điều rằng khi mà chúng ta biến đổi gen của một cái loài nào đó thì người ta không biết là cái những cái hệ quả những cái hệ lụy sâu xa và trong những cái năm sắp tới nữa thì nó sẽ ảnh hưởng đến môi trường đến đầu nào. Vừa qua thì cục thủy hải sản Thái Lan thưa quý vị, người ta đã yêu cầu tất cả các nhà lai tạo thương mại phải giao nộp những cái loại cá biến đổi chim để mà tiêu hủy trước ngày 30 tháng 11 sắp tới. Và chuyên gia về cá nhiệt đới ông tên là Aruni Ronloy tại cục thủy hải sản Thái Lan cho biết rằng là những con con cá mà biến đổi chim, người ta viết tắt là GMO là một cái mối đe dọa nghiêm trọng với các loài cá địa phương và đã bị cấm ở một số quốc gia trên thế giới và nếu như những cái nước này biết á, là Thái Lan đang tạo ra những cái giống cá GMO này thưa quý vị thì các loại cá nhật đới xuất khẩu của họ chẳng hạn như là cá sim hoặc là những con cá mà chúng ta gọi là nôm na là cá beta thưa quý vị vốn phổ biến ở rất là nhiều nước trong đó có những nước châu Á như Việt Nam thì nó có thể bị tẩy chay và theo số liệu thống kê là có 5.94 triệu con cá nhật đới của Thái Lan trị giá khoảng là 44.9 triệu bát à, tương đương là 1.24 triệu Mỹ Kim đã được xuất khẩu bằng đường hàng không qua những cái sân bay quốc tế như là Suvarnabhumi vào năm ngoái thưa quý vị. Và Cục Thủy Hải sản Thái Lan người ta cũng cấm nhập khẩu 13 loại cá có bản tính hung dữ vì lo ngại chúng sẽ làm ảnh hưởng đến cái môi trường hoặc là tàn phá hệ sinh thái. Và một trong những cái loài cá biến đổi chinh được người chơi cá cảnh ưa chuộng nhất ở Thái Lan đó là loài cá Glowfish thưa quý vị. Vì màu sắc của những cái con cá này đặc biệt là rất là tươi sáng và khả năng phát quang trong bóng tối của chúng đặc biệt là rất là ấn tượng và cái thưa quý vị theo ông Aruni thì, thì loài cá này nó khá rẻ là khoảng là 10 bạc à, uh, một con tương đương là 0.28 Mỹ Kim một con thôi là chưa tới một đồng một con nữa chỉ chưa tới mới 20 lần tính là 28 sen đó và đã, đã được uh, Uh, nếu như mà mua trực tiếp tại các trại cá thì giá những cái con cá này còn thấp hơn nhiều. Và mặc dù những cái con cá GMO này thưa quý vị vẫn chưa được tìm thấy trong các nguồn nước tự nhiên, nhưng cục thủy hải sản Thái Lan người ta vẫn lo ngại là chúng có thể là, vô tình được thả ra ngoài tự nhiên, sau đó thì nó sẽ sinh sôi và gây hại cho những cái loài cá bản địa khác. Và uh, ông Arun nói rằng là sau cái thời hạn là ngày 30 tháng 11 sắp tới là những người nuôi cá GMO hay là những cái người nuôi cá mà Clofish uh, thưa quý vị có thể bị phạt tiền nếu như mà để người ta là để cho cái cục thủy hải sản Thái Lan người ta phát hiện ra là đang sở hữu những cái con cá này và có thể là phạt tù một năm nếu bị kết tội. Đây là em thấy là một cái thông tin cũng đáng quý trong ngày hôm nay bởi vì em nghĩ rằng là đối với những con cá mà biến đổi chiên thì chúng ta nên chúng ta nên hạn chế để mà đưa ra ngoài đưa ra ngoài thị trường cũng như là nó nó mà thoát ra ngoài thiên nhiên thì nó sẽ làm mất đi cái cân bằng cái hệ sinh thái nó làm hại môi trường nữa. Dạ vâng. Cảm ơn Lê Thái. Và bản tin kế tiếp đây là bản tin gì đưa đến cho tất cả những quý vị nào tất tức những cô gái đi chơi với bạn bè hoặc là đi du lịch và đi một mình thưa quý vị thì hãy cẩn thận thì đây là một người phụ nữ đã bị một nhóm người đàn ông uh, hãm hiếp ở tại một khách sạn ở Bỉ và khách sạn đó gọi là Rudy's của Hy Lạp đây là một cái khách sạn người đàn bà này đã bị đây là khách sạn của Mon Repos Hotel ở Bỉ thưa quý vị và người phụ nữ này là 31 tuổi đến từ Brighton miền nam của nước Anh và cô ta đã đến cảnh sát và nói rằng cô ta gồm bốn người đàn ông trong đó những người đàn ông này là 31, 32 tuổi và 35 tuổi. Và những người cái câu chuyện xảy ra là như thế này, cô gái đã đi một cái tới một cái khiêu vũ, một cái hộp đêm ở Philiraki cùng với bạn bè thì họ đi về khách sạn cùng với bốn người đàn ông này với những người bạn nữa thì đầu tiên họ quan hệ tình dục rất là họ đồng thuận quan hệ tình dục là có đồng ý của hai bên nhưng sau đó những người bạn bè của cô ta rời khỏi khách sạn thì cô ta ở lại khách sạn thì lúc đó bốn người đàn ông đã tấn công và hãm hiếp cô và làm cho cô ta rất là đáng sợ và cô ta đã nói với cảnh sát rằng là cô ta phải chạy trốn và bắt taxi ở gần đó và ngày vào lúc ngày hôm sau thì cô ta đi đến cảnh sát để mà cáo buộc những người đàn ông này và những người đàn ông này đã bị bắt và trong đó có bốn người đàn ông thì đó là cái lứa tuổi từ chữ 31 cho tới 35 mà thôi và họ đã lấy mẫu DNA của những kẻ hiếp dâm này về với cô gái và truyền thông Hy Lạp đã đưa tin cái điều này và cáo buộc chống lại họ. Nhưng vào ngày hôm sau họ đã được trả tiền beo để đi ra rồi nhưng hiện tại họ vẫn bị giữ tại nước Bỉ thưa quý vị. Mà đây là một cái câu chuyện như muốn đưa ra để cảnh cáo tức cảnh báo tất cả những ai mà single là đi chơi với bạn bè và đi vô trong club rồi như vậy thì khi mà đi về thì nhớ cẩn thận. À, nhất là những phụ nữ mà chúng ta đang rất là xinh đẹp. À, giống như chị Như Huyền á chúng ta cũng nên đi cẩn thận. Chị không dám đi một mình đâu. Ừ, chị đẹp quá mà đúng không? Ờ <laughs> ừ, cảm ơn Lê Thái. Đẹp quá không nên đi một mình <laughs> mà nếu có đi. bạn trai. Rất là nhiều cái câu chuyện mà Lê Thái và Như Huyền cũng đưa đến quý vị có những cái cặp đi chung với nhau mà nó nhốt luôn cái thằng bồ kế bên nó mà nó yeah. hiếp nó hiếp con cái cái cô bạn gái kế bên luôn mà không làm gì được hết. Thành ra là chúng ta cũng nên cẩn thận. Ở à, xã hội ừ. có rất là nhiều cạm bẫy và nguy hiểm thưa quý vị. Nhưng thật ra những là châu Âu rồi. Dạ đúng rồi. Yeah. Thật ra những người mà xinh đẹp như như, như Huyền rồi. Như Lê Thái cũng rất là sợ. <laughs> Ê, cảm ơn em Lê định, Lê. Hôm nay là Lê Thái định đưa một cái thông tin về ừ. nhờ một số những đứa trẻ nam hoặc là những người mà đẹp trai đó bị quấy rối tình dục cũng như là yeah. bị cưỡng hiếp ở tất tất không không cả các nơi quý vị không phải Như Huyền không. Dạ vâng. Nhưng mà thôi thấy cái tình nó nó bị nhạy cảm quá thật ra không có dám đưa. Cảm ơn chị Huyền. Và kính thưa quý vị, quý vị cũng thấy là những cái tủ lạnh ở trong nhà chúng ta là những cái tủ lạnh mà nó lớn lắm luôn đó cũng là loại tủ lạnh hai cửa đúng không chị? Uh -huh. Hoặc là chúng ta thấy là những cái loại mà tủ lạnh những cái tủ cấp đông nó dành cho những cái cơ sở thương mại, những cái hãng xưởng mà người ta làm thực phẩm đông lạnh lắm. Nhưng ngày hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin ở Hoa Kỳ chúng ta thưa quý vị, đó là IBM là một cái cái, cái cơ sở một cái cái xưởng lớn nhất một cái công ty thưa quý vị đã chế tạo ra một cái chiếc tủ lạnh siêu lạnh trong dự án người ta gọi là Golden Eye và nó có thể làm mát cho các hệ thống máy tính lượng tử trong tương lai và trong thông cáo báo chí hôm ngày 8 tháng 9 vừa qua thì à, các công ty cũng như là các kỹ sư của hệ thống IBM thưa quý vị cho biết rằng là Golden Eye có thể không được dùng cho bất kỳ bộ xử lý lượng tử nào hiện nay của công ty. Nhưng mà việc người ta chế tạo ra cái cổ máy này giúp cho họ tích lũy nhiều cái bài học quan trọng. Và những cái nhà kỹ sư, những cái nhà khoa học này người ta đã mất 3 năm để mà chế tạo ra cái cổ máy này thưa quý vị. Và theo IBM thì số lượng uh, thép và những cái thiết bị điện tử để tạo ra cái tủ lạnh này lên tới cái, cái khối lượng là 7 tấn. Và cổ máy này nó có thể làm mát cái thể tích lớn hơn ba cái tủ lạnh gia đình với nhiệt độ lạnh là gấp 100 lần so với không gian vũ trụ. Và nhóm nghiên cứu này cũng đạt được nhiệt độ vận hành là âm 273,125 độ 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 âm thưa quý vị và nối với một cái bộ xử lý điện tử ở bên trong và cái chiếc tủ lạnh này sẽ được chuyển tới trung tâm máy tính lượng tử là IBM ở Poughkeepsie ở thành phố New York và tại đó thì các nhà nghiên cứu người ta sẽ khám phá ra những cái hệ thống đông lạnh quy mô lớn để mà xác định cái nhu cầu trung tâm dữ liệu thương lượng tử tương lai và hy vọng rằng những cái thiết kế tiên tiến này nó cũng với lại uh, những cái tính năng mà dễ sử dụng thưa quý vị nó sẽ truyền cảm hứng cho cái công nghệ chân không hoặc là những cái công nghệ người ta thiết kế ra những cái tủ lạnh nhiệt độ thấp tiếp theo ở trong tương lai. Và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần một cà phê sáng của Tuần huyền và Lê Thái. Xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chewy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái vào ngày hôm nay. Thưa quý vị, có quý vị nào mà đi trên máy bay mà bị cái cửa sổ của máy bay bị nứt một lần nào chưa mà làm cho cái không khí nó rất hoảng sợ. Nếu quý vị nào đã từng trải qua cái kinh nghiệm này rồi thì nhớ comment ở trên YouTube nếu mà coi thưa quý vị. thì ngày hôm nay Nhi đưa đến cho quý vị một cái bản tin đó là một cái chiếc máy bay 787 Boeing 787 đi từ Ba Lan là từ sân bay Warsaw cho tới sân bay JFK của New York thì đang đi ở trên đường như vậy thì một hành khách họ đã thấy một cái cửa sổ của máy bay bị nứt thưa quý vị thì họ đã post lên tiktok trên đây thì đây là cái cửa sổ máy bay bị Tik Tok họ ghi tới 8.4 triệu lượt người xem và rất là khủng hoảng của họ có để cái video nữa nhưng mà Nhi không chiếu cái video lên được thì Trang chi như vậy thì những người ở trên hành khách này Họ ngồi gần đây họ rất là hoảng loạn Họ đẩy nhau ra để đi ra khỏi cái chỗ mà cửa sổ bị nứt vậy Nhưng mà khi cửa sổ bị nứt Nếu mà nó thật sự bị nứt ra hết luôn là rất là nguy hiểm Thưa quý vị Sẽ bị hút ra ngoài rất là dễ dàng Thì cái đoạn video cho thấy rất là hỗn loạn Thì chiếc máy bay này là chiếc máy bay của hãng Avian Aviation Harrow là chiếc Boeing Light Dreamer 787 diễn ra vào ngày thứ hai, trong tuần trước vừa rồi vào tháng 8 thì khi mà cái cửa sổ nó nứt dậy là nó cách New York khoảng chừng 300 km thưa quý vị. Nhưng mà rất là may mắn không ai bị gì hết. Khi mà họ đi về thì họ chỉ kiểm tra thường thường những cái cửa sổ máy bay nó tức có tất cả là 3 lớp lận. Thì cái lớp này là cái lớp trong nó bị nứt ra thôi còn hai lớp ngoài nó vẫn còn tốt. Chính vì vậy mà không bị gì hết là họ vẫn có thể bay một cách an toàn cho tới New York. Nhưng khi máy bay trở lại New York thì họ đã thay cửa sổ của 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 chiếc máy bay này thì theo cục hàng không cho biết rằng là những cái cửa sổ chiếc máy bay này có thể chịu ít nhất là 33% cái áp lực bên ngoài, có nghĩa là nó chịu được cái lực là 170 kg có nghĩa là nó có ba phần thì cái phần ở bên trong này là một cái lớp rất là mỏng thôi để mà bảo vệ còn hai cái lớp ngoài nó rất là dài nữa rất là may mắn không bị gì hết và họ đáp rất là an toàn nhưng mà người hành khách này đã post cái video này trên tiktok là một khi mà cái điều này xảy ra hành khách ngồi đó chạy hỗn loạn lên hết thì À, những tiếp viên hàng không phải à, sắp xếp hành khách lại và chứng an họ rất là nhiều. vỗ về ha à, vỗ về à, tất cả những người mà người ta làm trong công tác hàng không thì tất nhiên là người ta cũng sẽ chuẩn bị sẵn những cái những cái sự cố mà à, kỹ thuật ở trên máy bay mà nếu nếu như mà nó có thể nó diễn ra hoặc là ừ. xảy ra à, đối với à, nếu như mà thật sự là những một cái chiếc cửa cửa sổ của máy bay á, mà nó bị nứt ra nó bể ra vô cùng nguy hiểm giống như chị Nguyên nói, chứ. tại vì nó sẽ bị hạ áp suất uh, và rất là đột ngột, nó yeah. sẽ làm cho rất là khó lái và những cái uh, phi công người ta cũng rất là khó kiểm Để soát ra cái độ ra cao đó. cũng ừ. như là cái lực bay của chiếc máy bay ở trên không. Thật ra nếu như mà chúng ta đi mà lỡ mà đặt vào cái trường hợp của Lê Thái, Thái hoặc là Di Huyền dạ. đó, sợ chứ? Tốt ừ. như mình phải sợ chứ. Mình cũng phải đi ra khỏi cái chỗ ghế đó thôi, nó hút mình. <laughs> chưa, chưa chưa kịp đi ra nhưng mà ngồi cầu nguyện trước rồi đó. <laughs> Lê Thái là cầu nguyện trước. Nhưng tí. mà em nghĩ rằng là thật sự là sống chết có số. Thí dụ mà chúng ta lỡ leo lên một chiếc máy bay chịu mà, mà. nó vậy thì mình chịu thôi có nghĩa là khi mà người ta no gọi là dùng đúng từ là đi máy bay đó, nhất chính gì bù giống như là một cái ván chơi bài cào vậy có nghĩa là một là chín nút hai là bù không được lúc nào hết quá ừ. đúng. đúng không là xong thật ra thôi mình chưa chúng ta cứ cầu nguyện cho chúng ta được sống lâu nếu như chúng ta thích sống lâu còn một số người người ta nói thôi sống trên đời này là bể khổ muốn chết mau thì cầu nguyện cho chết lâu à, <laughs> ai muốn điều đó cũng không cũng rất là nhiều người thưa, thưa quý vị lê thái cũng biết một số người một số ông bà mà bị bệnh kiểu mà nằm một chỗ rất là mong khi mà ngủ dậy mở mắt ra mình không còn trên cõi đời này nữa ừ. một số ông bà cũng nói chuyện với thái như vậy mà tại vì khi người ta mở mắt ra người ta thấy người ta vẫn tiếp tục sống mà kiểu mà phải cho con cháu đi chăm sóc từ ngày người ta thấy khổ cũng người sống ta không như nhấn... là chết vậy, yeah. à, thành ra khổ. là người ta cũng không có muốn sống với ai đó là cái lý do Lê Thái nói câu đó. Và thưa quý vị, một cái loại máy bay máy bay siêu thanh thưa quý vị, à, chúng ta thấy trong quá khứ và hiện tại hiện nay thì chúng ta thấy là có những cái loại máy bay là chúng ta thấy đúng có một tầng thôi hoặc là nó sắp xếp rất là nhiều cái chỗ ngồi là quá lắm rồi. thí dụ một cái máy bay lớn giống như Boeing 737 hay là những chiếc máy bay của hãng Airbus á, thì ở trong những cái khoang trong á, thì là ngoài hai cái dãy hai bên thì chúng ta thấy có ba cái dãy ở ở chính giữa nó thì là đó là những cái máy bay lớn mà chúng ta hay sử dụng thì đi nó đi về nào, Việt Nam hoặc là đi... đi qua nước ngoài nhiều. Dạ đó đúng hơn. rồi. Thì chúng ta đi chúng ta cảm giác nó đỡ nó nó thoáng hơn nó đỡ nó đỡ, nó đỡ bị ngột ngạt hơn. Uh -huh. Nhưng mà hôm nay Lê Thái đưa đến quý vị một cái thiết kế của một cái người nhà bác nhà khoa học thưa quý vị một cái người chế tạo máy bay người Tây Ban Nha. Ông tên là Oscar Vino Ông đã giới thiệu một cái mẫu máy bay siêu thanh tốc độ là 1850 km trên một giờ thưa quý vị Và cái máy bay này nó trang bị cái lò phản ứng nhiệt hạch nhỏ và tạo ít tiếng ồn Và nó có đến 2 tầng và có thể chở đến 500 hành khách một lần rất là nhiều cái số wow. lượng hành khách rất là nhiều và kính thưa quý vị thiết kế máy bay này tên là SSP Manavem có nghĩa là một cái con chim lớn thưa quý vị trong tiếng Latin và nó có thể đạt tốc độ bay là 1.850 km trên một giờ và có nghĩa là chuyến bay thí dụ mà chúng ta bay từ London về tới New York là chỉ kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ thôi và cái theo tờ The sinh hôm ngày 10, 11 tháng 9 vừa qua thì à, tờ báo này đưa tin rằng là cái mẫu máy bay hình đầu mũi tên có hai tầng và tầng trên đó dành cho những cái hạng thương gia và hạng nhất trong khi tầng dưới thì dành cho những cái du khách hạng mà phổ thông. Và cái hành khách hạng nhất có thể là ngắm cảnh qua cửa sổ ở cái trần phía à, trên cái ghế với chức năng là điều chỉnh những cái độ sáng nhất định thưa quý vị. Và à, hành khách à, ở... Ở trong những cái phương tiện này nó có sức chứa là đến 500 hành khách và nặng hơn những cái máy bay chở khách thông thường. À, lớn nhất hiện nay là giống như là những chiếc Boeing uh, Boeing 747 uh, số 8 và Airbus A380 và cái mẫu máy bay này dài 70 m và nặng đến là 590 kg nó sẽ hoạt động nhờ bốn cái động cơ lai điện là hydro nằm ở phía sau của thân máy bay này thưa quý vị và nguồn cung cấp điện là lò phản ứng nhiệt hạch nhỏ nằm ở cái bên dưới cái sàn khoang hành khách và điện nó sẽ truyền qua cái bộ pin của máy bay này giúp cho phương tiện này có thể bay lên đến độ cao là 15.400m sau đó thì các động cơ phản lực à, dòng thẳng nó sẽ kích hoạt và cho phép máy bay đạt vận tốc siêu nhanh và siêu thanh thưa quý vị và SSP Manavem này sẽ trang bị cái trí tuệ nhân tạo và hệ thống dẫn đường laser giúp cho cái uh, những cái người trong uh, trong cái bộ phận mà phi hành đoàn đó theo dõi cái động cơ và điều khiển máy bay được dễ dàng hơn. Và với thiết kế thân hoặc là cánh của máy bay này nó liền khối, cái chiếc máy bay này nó có thể là lắp pin quang năng nhằm nó tiết kiệm nhiên liệu và với những cái động cơ êm hơn hẳn những cái chiếc máy bay thông thường và sức chở hành khách lớn hơn và cái giá vé cũng rẻ hơn so với thị trường hiện nay. Và nhà thiết kế Oscar Vino hy vọng rằng là Manavem có thể là góp phần đưa thế giới trở lại cái kỷ nguyên vàng của di chuyển siêu thanh, tuy chưa có một cái thông tin nào về cái quá trình sản xuất hoặc là à, ra mắt trong tương lai nhưng mà cái chiếc vino này thưa quý vị kỳ vọng với sự phát triển của công nghệ và thiết kế của cái người mà chế tạo máy bay này thì sẽ được lựa chọn và cất cánh trên bầu trời trong tương lai không xa thưa quý vị wow. và chúng ta thấy những cái mẫu máy bay, bay này quá, quá đẹp. đẹp thật sự là chỉ giống như là ở trong những cái chiếc máy bay mà chúng ta thấy là ở trên ở trong, trong những cái bộ phim, phim khoa học diễn tưởng mà chúng ừ. ta thấy ha máy bay đẹp, đẹp quá quý vị. luôn yeah. thấy hai chiếc nó khác nhau hoàn toàn luôn <laughs> <laughs> hy vọng <laughs> một ngày nào đó mình cũng sẽ được bay trên những chiếc máy bay này dạ. <laughs> cảm ơn lê thái và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin cũng rất là vui thưa quý vị quý vị có bao giờ nghĩ rằng là những người đàn ông họ cầu hôn thì họ nghĩ rằng cái cuộc cầu hôn sẽ sẽ ra rất là lãng mạn mà ông quý vị nhưng mà cuối cùng đó là một cái thảm họa. thì câu chuyện ngày hôm nay một người cha ở úc cho đứa con mình cầm một chiếc nhẫn bỏ vô trong cái hộp thì người cha này đã cầu hôn ở đây là cái hình nó có video luôn thưa quý vị nhưng mà không mở video được thì cầu hôn người bạn gái của mình và đưa đứa con gái của mình đã tới cầu hôn tên là hobby rồi trong khoảng khắc thay đổi rất là lãng mạn như vậy bắt đầu mở người con gái, đứa con gái nhỏ này mở chiếc mân cái hộp ra và đưa chiếc nhẫn cho người bạn gái thì cái chiếc nhẫn bị rớt xuống ở trong cái khe thưa quý vị và cầu hôn rất là lãng mạn quý vị thấy những cái khung cảnh ở đây ở trên hồ ở trên một cái chiếc cầu ở trên hồ như vậy thì khi mở chiếc nhẫn ra thì chiếc nhẫn bị rớt xuống mấy cái khe cửa này này là thưa quý vị mấy cái khe của cái miếng ván này thì người đàn ông này trong cái video người ta nói oh no và họ hét lên chết rồi và rớt xuống thì khi nó bị rớt vào trong cái khe như vậy thì nó rớt thẳng xuống dưới biển luôn nhưng mà cái câu chuyện nó không dừng tại đó người đàn ông này đã cởi quần áo ra để nhảy xuống biển để mà lấy chiếc nhẫn này chiếc nhẫn nó rơi xuống mà hai người này nhìn nhìn một cách tiếc nuối người đàn ông nói oh my god chiếc nhẫn đã bị rớt rồi khi mà mà cái nước này á, là nhảy xuống khoảng chừng 6 mét thưa quý vị Nhưng mà lúc đó cái thủy triều nó đang xuống Chính vì vậy mà anh ta có thể nhảy xuống và lấy được chiếc nhẫn lên Nhưng mà trong cái video người vợ nói rằng là Thôi đừng xuống nữa anh xuống rất là nguy hiểm Nhưng mà người đàn ông thấy tiếc quá đi Chiếc nhẫn như vậy vẫn nhảy xuống Thì anh ta đã cởi hết đồ và nhảy xuống Thì khi anh nhảy xuống là vẫn tìm được hey, Lúc đó nước thủy triều xuống Nên mà anh ta đã kiếm được chiếc nhẫn trở lại Nhưng mà cuối cùng Uh, cầu hôn lãng mạn biến thành một cái cuộc khủng hoảng và rất là ác mộng đó là hai người này họ đã đưa lên trên tiktok và nói về đó là hàng triệu lượt người xem và cái ý nói rằng là khi mà cầu hôn như vậy thì nhớ kiếm những cái chỗ an toàn để cầu hôn và cũng đừng, đưa cho em bé nhỏ thì những em bé nhỏ này có thể gây ra accident là chiếc nhẫn rớt hoặc là mất quý vị. nhiều lắm chúng ta sẽ xem ở trên kênh youtube thì rất là nhiều những cái vụ mà cầu hôn mà bị mất nhẫn thưa quý vị để làm cái thông tin cũng khá vui trong ngày hôm nay và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc phần hai cà phê sáng cuối tuần như hiền và lê thái xin quý vị hãy giữ màn hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đài. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 Cảm ơn quý vị vẫn dưới làn sóng của Đài Lido Sài Gòn TV trong chương trình Cà Phê Sáng cuối tuần cùng với Nhiền và Lê Thái. À, kính thưa quý vị, một thông tin nữa Lê Thái gửi đến quý vị là một cái thông tin về một cái cụ ông mà sống dai nhất, sống lâu nhất trên thế giới. Và thật sự là thông tin này không vui thưa quý vị. Cụ ông này đã vừa mới qua đời vào ngày 13 tháng 9 vừa qua. Kính thưa quý vị, cụ ông này ở đang sống ở Nhật Bản và khi mà ông qua đời thì ông đã thọ là 112 tuổi. Ông tên là Mikizo Ueda người đàn ông này là một cái người đàn ông được sách kỷ lục Guinness thế giới mệnh danh là người đàn ông mà già nhất ở thế giới và đã qua đời ở tuổi 112 tại thành phố Nara và chính quyền ở thành phố này thông báo vào ngày 13 tháng 9 vừa qua Nhật Bản kính thưa quý vị là nơi mà có những cái người dân người ta có tuổi thọ sống cao nhất ở trên thế giới và cũng là đất nước có một vài cụ già từng được công nhận là người sống lâu nhất trên thế giới. Và theo tờ The Street Time thưa quý vị, thì người đàn ông từng sống lâu nhất ở trong lịch sử được ghi nhận cũng là một cái người Nhật Bản và ông tên là Chiroemon Kimura. Ông sống đến là 116 tuổi và 54 ngày và qua đời vào tháng 6 năm 2013. À, người già nhất từng được ghi nhận cũng là một cái bà Bà tên là Ken Tanaka, bà sống đến 119 tuổi và vừa qua đời vào ngày 19 tháng 4 năm 2022. À, bà này, à, bà Ken Tanaka thì Lê Thái và Như Huyền cũng đã đưa đến quý vị thông tin về cái cụ bà mà sống lâu nhất trên thế giới Thôi mà đẹp. mới mới qua đời và trong năm vừa qua, hồi đầu đầu năm thưa quý vị. Ừ. Và tại tỉnh Fukuoka của Nhật thì hiện nay là cái người cao tuổi nhất ở Nhật Bản là bà Fusa Tasumi. Hiện nay là bà đang sống là 115 tuổi và đang sống tại Osaka. Hiện nay là bà đang giữ cái kỷ lục là người phụ nữ sống lâu nhất trên thế giới. À, người cao tuổi nhất còn sống một uh, ở trên thế giới khác ngoài nước Nhật Bản là một cái nữ tu thưa quý vị, người Pháp, bà tên là Lucilie uh, Random 118 tuổi là người hiện nay là sống cao tuổi nhất trên thế giới mà không phải nằm ở trong đất nước Nhật Bản và bà là người già nhất sống sót sau cái đại dịch Covid-19 vừa qua. Nhờ nhiều người người ta tưởng bà đã đã đã, đã, đã lên đường rồi. Ừ. đã xong rồi trong cái đại dịch vừa qua tại vì bà đã có bị nhiễm covid 19 chín oh yeah. cái thông tin đó mình cũng yeah, đã đưa, mình đứng đưa bị, đến quý vị uh, đã bị nhiễm covid 19 lại thoát được cái 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 hay đó à, quá hay luôn quá mà lúc 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 cái thời điểm mà, mà bà bị nhiễm rồi. đó là bà hoàn toàn chưa có thuốc vaccine cũng như là oh chưa có chữa luôn lệ new system của sức đề kháng của khỏe. bà rất là khỏe luôn rất là khỏe thật ra để mà mong ước là mai mốt em với chị hay chị em mình kiểu mà đừng có sống giao lâu quá thành quỷ thành ma thành yêu <laughs> thôi sống nơi sò thọ khoảng chín chín mấy là đủ rồi ha là được rồi ha đủ, R đủ ăn đủ 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 sai uống hả? tập thể dục rồi đi thì mình mới sống lâu được vậy dạ thì, thì em cũng, cũng... số cũng... ngày ăn đường với là ăn cáp không á thì coi như là cũng không thọ <laughs> ủa chị đang nói ai một số cái người lê thái <laughs> quen nha lê thái <laughs> nói là chúc cô sống lâu trăm tuổi nó không hơn nó chứ con hơn nó chứ <laughs> Thấy có một cái cô rất là quen trong nhà thờ mới mới vừa chủ nhật vừa vừa rồi thưa quý vị mà nó là cô cô phải sống thêm bây giờ là cổ cũng là bảy mươi mấy rồi có nó cô, nói à, cô phải sống cỡ cả một trăm chín mươi mấy 100 trăm tuổi cái gì con hơn nó chứ phải hơn nó chứ <cười> à, mà <laughs> rất là vui kia. thì cô làm thì thấy rất là vui vui kiểu mà người ta đến đúng cái lúc rồi, vậy là rồi. phải chăm một bây giờ phải tăng lên là ít hai trăm tuổi <laughs> đúng rồi, 200 <laughs> cảm ơn Lê thái và bản tin kế tiếp đó là một trong những cái bản tin ngày hôm nay như cho quý vị là khi quý vị đi du lịch và đi vô những cái nhà hàng đắt tiền mình uống nước thì dĩ nhiên là free và ấm thư quý vị nhưng mà mình gọi nước sparkling water thì nó sẽ họ sẽ trả tiền mà cái số tiền đó rất là mắc một cái chai sparkling water ở ngoài chỉ có một đồng máy mà thôi mắc nhất là hai đồng à, còn mua từng một cái cái vô trong uh, Costco hoặc là vô trong Amazon mua thì còn rẻ hơn nữa bao nhiêu khoảng chừng là tính sen thôi thưa quý vị một cái package của nó chỉ có hai hoặc ba đồng và trong khi nhà hàng họ trạc một cái chai nước sparkling water là 10 đồng 50 thì những người này họ đã đi ăn đây là một trên Reddit tức là một trong những cái website mà những người họ lên internet họ nói chuyện và bà, bàn thảo với nhau những cái chuyện lạ ở trên thế giới. Thì cái nhà hàng ở gần nằm ở Circular ở thành phố Sydney gần nhà hát Opera của Sydney ở bên cái cầu cảng đó thưa quý vị, cái nhà hàng đó rất là sang trọng và đây là cái nhà hàng ở trên hình, hình như đưa cho quý vị xem, rất là sang trọng, rất là ngon và cái giá tiền nó cũng rất là mắc. Thì những người này họ đã vô họ order nước sparkling water thì cái nước Uh, sparkling này mà họ order là 10 đồng chấm 50 đô cái tổng số hóa đơn họ ăn là hết 455 đô nhưng cái số tiền kia thì họ không có đây, đây đây này thưa quý vị nhưng cái những cái số tiền kia thì dĩ nhiên là đúng rồi đồ ạ nhà hàng đẹp gần nằm cán trên bờ biển rồi vậy thì dĩ nhiên quá rồi nhưng mà cái nước họ chú ý tới thì họ nói cái nước gì mà có một cái chai nước nhỏ thôi mà tới 10 đồng 50 lần thưa quý vị, nó quá rất là mắc thì những người trong này họ nói đây là cái giá phí ở trong những cái nhà hàng rất là đẹp. Nhưng mà khi đi vô, cái lời khuyên của những người ở đó là khi mà quý vị đi vô ăn uống ở trong những cái nhà hàng sang thì uống cái nước gì hoặc là nước uh, alcohol hoặc là nước gì cho đừng có uống nước sparkling water. Còn nước bình thường ở trong cái thác thôi thì cái đó dĩ nhiên là free rồi, cho đừng có trả cái tiền đó và người ta cũng nói là ở nước úc có những nhiều, nhiều cái nhà hàng nó rất là mắc thưa quý vị nên khi đi vô mình phải nhớ cẩn thận quay cái giá như chắc chắn ở trong cái bảng giá đó họ cũng có để cái giá nước đó nhưng mà có điều mình không để gì, thôi dạ vâng à, một cái một số người quen của Lê Thái vừa mới từ du lịch từ bên úc về cách đây khoảng một tuần thôi thưa, thưa quý vị ừ. đi du lịch cả một tháng luôn tất cả những cái giá cả ở bên úc đó, thưa quý vị đều mắc hơn bên đây mắc hơn dạ. tính ra là đều mắc hơn đây nhưng mà một số nơi thì có đồ hiệu rất là rẻ giống như là cái đồ hiệu giống như Zara. Zara một một trong những cái thương hiệu mà của chủ sở hữu là đất nước Tây Ban Nha. Uh -huh. Nhưng khi mà chúng ta mà chúng ta mua ở đây á thì cái giá nó mắc nhưng mà khi chúng ta mua ở bên bên úc cái giá do là lại rẻ hơn và oh, yeah. wow. rẻ hơn ở bên hoa kỳ chúng ta đó, rất là nhiều, nhiều. nhưng mà ngược lại thì bên úc thì một số cái thì nó đồ ăn rất, đồ đồ là, ăn mắc rất là mắc luôn. thưa quý vị uh -huh. và tất nhiên là những cái phương tiện mà di chuyển nó sẽ không bằng ở hoa kỳ uh -huh. nhưng mà em nghĩ rằng là ở đâu quen đó những cái <laughs> nào người ta sinh ra sống ở đó hay là người ta ở đó lâu thì người ta thích đất nước đó đúng, đúng không đúng rồi mà đi du lịch nhất cẩn thận thưa quý vị dạ vâng đi, đi, đi du lịch thì chúng ta chắc chắn là phải chuẩn bị một cái hậu bao thật là hậu hĩnh để mà chúng ta có thể sẵn sàng để chúng ta trả cho những cái chai nước 10 đồng 49 sen như ngày năm <laughs> <laughs> 50 sen luôn chứ à, 10, đồng sen 10 nha, thiếu sen Kính <laughs> à, thưa quý vị à, Trong tuần trước á, thì Lê Thái có đưa đến quý vị một cái thông tin là có hai người người ta à, à, tuần trước nữa chứ em quên có ghi lại có những cái cặp người ta giống nhau đến độ là không có cùng chung DNA không có cùng chung ba mẹ sinh ra không phải là anh em sinh đôi cùng một cha một mẹ mà vâng. nhưng lại giống nhau đến đến độ mà người ta hết hồn ngày hôm nay có một thông tin vô cùng thú vị thưa quý vị đó là một cái cặp À, một cái một cái người đàn ông giống gặp một cái người giống y chang mình ngay tại một cái bể bơi thưa quý vị, bể bơi, cái hồ bơi đó. À cái thưa quý vị đang đi bơi thì cái người đàn ông ở bên à, bên phải đang cầm chai nước thưa quý vị. Vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy một cái người để râu, đeo kính, đội mũ và có khuôn mặt giống hệt như anh ở trong cái hồ bơi. Và cái người đàn ông này sống tại Las Vegas ở Mỹ và anh tên là Sean Douglas à, MacArthur và anh chia sẻ về những cái điều thú vị mà anh gặp ngay tại bể bơi vào cái ngày 21 tháng 8 vừa qua khi anh đang bơi ở Las Vegas và khi đang bơi thì anh cảm thấy có rất là nhiều cái ánh mắt đổ dồn về phía mình và ban đầu thì anh cảm thấy như là uh, bất an vì không biết là mình đang có làm gì nên tội <laughs> hay là có bị bơi mà bị xúc cái buồn ra hay không hoặc là đang đang uh, <laughs> làm một cái hành động gì đó mà khiến cho người ta khó chịu mà quá chừng người người ta nhìn mình thì anh không không có để ý nhưng mà anh bắt đầu anh chú ý khi quá nhiều người nhìn mình uh -huh. và gia đình anh cũng bắt đầu nhìn luôn thì có một người đàn ông lạ mặt ở trong bể bơi lại có một cái ngoại hình giống hệt như cái anh này wow. và anh ta cũng cứ đội mũ và đeo kính thậm chí là để râu giống hệt anh cái anh này và sau đó thì hai người bắt gặp nhau và trò chuyện và cùng chụp với nhau một bức ảnh và có một tấm ảnh duy nhất thôi tên trên tất cả các báo trên thế giới hiện nay đưa tin thì chó có một tấm ảnh là duy nhất thôi thưa quý vị không có tấm ảnh thứ hai và anh son này lập tức là chia sẻ cái tấm hình này trên mạng và câu chuyện của anh thu hút rất là nhiều cái sự chú ý của nhiều cộng đồng mạng và cũng như là nhiều cái lượt tương tác lượt like mà người ta đã like ở trên cái hệ thống mạng xã hội của anh và người ta nói rằng ôi trời sao giống dữ vậy giống đến độ mà người ta không ngờ luôn tưởng là hai anh em sinh đôi và khi được hỏi là cái giọng nói của người rằng ông đó có giống giọng của anh không thì ông Son này cho hay rằng là đó là một cái giọng nam rất là trầm ấm, rất ngọt như cái giọng thu âm vậy, khác hẳn cái giọng của anh. Tại giọng của anh là cái giọng rất là cao và cũng như là e é -e, anh nói vậy. Và nhiều người người ta tỏ ra rất là thích thú với cái trường hợp này và kính thưa quý vị cái hiện tượng mà người song trùng và để lại rất là nhiều bình luận mà uh, trong quá khứ cũng như hiện tại thì rất là nhiều cái trường hợp đó nó xảy ra lê thái đã từng đưa đến quý vị những thông tin đó và uh, những cái cộng đồng mạng người ta cũng nói rằng là hy vọng là anh cũng giữ cái connect với lại cái người đàn ông này để có thể mà sau này có gặp gỡ nhau và trò chuyện hoặc là để mà giao lưu với nhau và cho những cái người khác người ta được biết được cái sự việc này uh, hy vọng rằng là mai mốt là chị như huyền đi bể bơi có ai mà trùng với chị không có ai tự nhiên gặp ai giống với trang chị như huyền ở bể bơi không hơi khó cái gì nó khó xảy ra chứ không phải dễ sẽ không, không đẹp độc dễ như đặc quyền là xảy ra em cũng còn mong cho chị bớt độc quyền là đi có người nào giống giống chị đi thí dụ như chị mà mà công, công việc thái. chị nghĩ chứ em kêu lại làm cà phê sáng chung với lê thái em không cần di huyền em trời cần chị khác thấy chừng chưa nó không phải là do nhí huyền mà là chị trần chị khác Tại chảnh quá Mấy giống như là độc vậy. quyền của Lido sài gòn tv thật ra giờ phải có người thay thế nữa cảm ơn lê thái rất là nhiều đó cô là một cái lời khen của lê thái đó thưa quý vị hai chị em nói vậy thôi nhưng mà có điều rất là support nhau phải không dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 3 cà phê sáng của tôi Nhi và Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại bảo trợ cho đây. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. thưa quý vị ngày hôm nay Nhi cho quý vị đi đến ở trên cái con đường mình đi đến uh, từ LA cho tới Las Vegas là thường thường mình đi khoảng chừng 4 rưỡi cho tới 5 tiếng và ông thưa quý vị nhưng mà trên cái con đường đó nếu mà mình có thời gian Nhi sẽ giới thiệu cho quý vị những cái địa điểm rất là đẹp thưa quý vị nhưng mà chính Nhi nhiều lúc Nhi cũng chưa biết nữa khi Nhi đọc cái tờ báo này Nhi mới thấy oh my god nó có nhiều cái chỗ đẹp quá mình nên dần xuống để mà xem và tìm hiểu cái lịch sử của từ LA cho tới Las Vegas cái con đường nó rất là đẹp cái đường cái cái đường đầu tiên cái khúc đầu tiên là từ 65 dặm 1 giờ 20 phút từ uh, Los Angeles thì quý vị sẽ thấy Mormon Rock ở đây quý vị nhớ để dừng lại tấp bên lề đường một chút xíu thôi thì có những cái giảng đá nó rất là đẹp nó rất là nhiều hình thù mình có thể tới đó mình xem rồi mình sẽ đi đi liền và cái thứ hai đó là Bottle Tree Ranch đó là trang trại của Elmer uh, cái khoảng cách từ lốt cho tới cái khúc này là 97.6 miles và đi khoảng chừng 1 tiếng 39 phút từ LA thưa quý vị và ở trong đây có một cái trang trại nó rất cái trang trại gọi là Elmer nó rất là đẹp và trong đó có rất là nhiều cây cối và rất là lạ có những cái cây nó rất là lạ và khác nhau thưa quý vị Nhi cũng chưa biết nữa một ngày nào đó Nhi cũng sẽ ghé ngang và cái này thì Nhi biết thưa quý vị trên cái đường 15 mà mình đi thì mình người ta gọi là Calico Ghost Style, cái thành phố ma đó thưa quý vị 136 mai từ Los và đi khoảng chừng 2 tiếng 23 phút từ LA Nó nằm ở trên cái đường 15 đó Đi vô cái ghost town này Quý vị sẽ thấy nó ma quái lắm thưa quý vị Nhưng mà nó cũng rất là đẹp Mình đi vô để cho mình biết mình muốn khám phá Những cái khu bỏ hoang này Và cái thị trấn khai thác mỏ trên sườn núi này Họ để lại từ thế kỷ 19 Là một cái nơi rất là thu hút thu hút địa điểm của khách du lịch Và cái thứ hai là Andy World nó từ 2 tiếng 35 phút từ LA. Quý vị thấy cái thao này nó cũng rất là nhỏ, nó rất là đẹp. Quý vị ghé vô đó ăn uống và đồ ăn cũng rất là ngon. Và trên cái thị trấn này nó có rất là nhiều những cái đồ ăn và trong đó cái món ăn đặc biệt đó là nhà hàng mà ngon một cách bất ngờ đủ, đó là sushi với là pizza mà họ làm bằng tay thôi thưa quý vị chính cái hôm thao đó làm luôn và cái thứ hai là cái rô ZZYZS quý vị thấy cái tên lạ lùng không ZZYZS cái tên đó cũng rất là thầy như sẽ giải thích tại sao mà họ có cái tên đó đi 3 tiếng đồng hồ 20 phút từ Los Angeles và cái thành phố này cái đường vô trong đó chỉ là hoang dã thôi thưa quý vị Vô trong đó thì giống như sa mạc khô rất là khô cằn Và cái cảnh nó cũng rất là ma quái ở trong đó cái lý do tại sao nó gọi cái tên cái đường với những cái tên mà ZZYZS như vậy thì năm 1940 thì có một chàng trai đã mua lại cái trang trại ở cái khu này thì anh ta chỉ lấy cái tiền uh, cái rô và cái thành phố này là ZZYS cho nó dễ từ vì anh ta muốn lấy bốn năm uh, cái chữ cuối của cái bảng chữ cái đó thưa quý vị chỉ có vậy mà thôi và cái khoảng cách của nó là ở trong này nó có cái đại học gọi là California thường thường họ tới đây để họ nghiên cứu những cái cây và cái hố cái sa mạc này và cái thứ hai là cái Baker quý vị ngang đi ngang đây thì có cái tiệm làm bánh cũng rất là ngon và Mojave đó là một trong những cái desert này cũng là cũng rất là đẹp thưa quý vị và Off the road thì có motor sport whole frame thì trong đó có rất nhiều những cái mô tô và những cái trang trại để quý vị uh, À, tới thăm và cái thứ ba đó là cái thứ gần cuối cùng đó là Peony Salon nhưng mà đó là chỉ là một cái vì à, triển lãm thôi quý vị mà nó rất là cũ kỹ nhưng vô trong đó cũng rất là đẹp và cái cuối cùng đó là Seven Magic Mountain thì quý vị đi ngang đây như đi ngang đây như cũng thấy khi mà gần vô Las Vegas rồi thì quý vị sẽ thấy cái mountain này trong đó các cụm thành phố rất là đẹp quý vị vô đó có cái món ăn của Hy Lạp cũng rất là ngon dạ vâng ở đây là một những cái địa điểm mà chúng ta thấy rằng là ở Hoa Kỳ À, rất là dễ dàng để mà chúng ta đi. Nếu mà chúng ta trên đường chúng ta đi có thể ghé ngang cho mình lê thái đã cho hình chỗ này rồi rất là đẹp. đẹp ha. Những hòn đá dạ. rất là lớn mà rất là nhiều màu thưa quý vị. Kết à, uh -huh. à, thúc quý vị vừa tuần vừa qua thì đại diện Sài Gòn TV đã có tổ chức một chương chương trình gọi là Tết Trung Thu vô cùng độc đáo rất là vui đảo. thưa quý vị kéo dài từ 2 giờ chiều cho đến 10 giờ tối mà uh -huh. phải nói là rất là cảm ơn vì quý vị đã dành thời gian mà quý vị đã theo dõi chương trình cũng như là đồng hành xuyên suốt với lại sát cánh bên cạnh đài Lừa Sài Gòn TV trong mỗi chương trình mà chúng tôi làm cho cộng đồng uh -huh. và Lê Thái và Như Huyền cũng được một cái vinh dự là làm chú cùi và chị Hằng trong cái ngày hôm đó uh -huh. à, ngày lần đầu tiên làm làm việc chung với chị Hằng thì em cũng rất là vui và ngày hôm nay thì cái không khí mà Trung Thu nó vẫn còn uh, âm ỉ đâu đây nó uh -huh. vẫn còn uh, âm ỉ văn bản. chị Hằng chú cười hả? Chị Hằng chú không? luôn à, nhưng mà kính thưa quý vị nói đến mà cái phong tục mà trung thu đón tết trung thu hoặc là những cái lễ hội trăng rằm ngóng ngắm, ngắm trăng ông trong trăng đó thì không phải riêng là chỉ có ở Việt Nam à, em cũng đã đưa đến cho quý vị khán giả trong cái tuần trước là về cái lễ hội Tết Trung Thu của nhiều quốc gia yeah. nhưng ngày hôm nay thưa quý vị Lê Thái đưa đến quý vị một xuyên suốt một cái vấn đề liên nó liên quan đến cái Tết Trung Thu thưa quý vị đó là cái Tết Trung Thu ở Hàn Quốc nhưng đó là cái một cái nỗi mà gọi là sao ta dùng từ là khủng khiếp hoặc là nỗi đáng sợ của các nàng dâu ở Hàn Quốc yeah. mà khi mà người ta trải qua cái Chắc uh, phải cái phải nấu ăn nhiều này. quá phải không? Dạ đúng rồi, <cười> <cười> rất là chị Nguyên rất là giỏi, đáng rất rất là đúng thưa quý vị. cái đó là nỗi um, sợ nhất người cái làm dâu. cái Tết Trung Thu của Hàn Quốc, á, người ta gọi là cái Tết mà chua uh, suốt, ở chu suốt là một cái Tết Trung Thu gọi là cái Tết mà trong trăng thưa quý vị. và những cái cô dâu, những cái nàng dâu ở Hàn Quốc thì là giống như là nô lệ trong những cái ngày Tết Trung Thu đó bởi vì làm việc rất 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 nhiều thưa quý vị và thưa quý vị với nhiều cô dâu cô dâu thì cái ký ức mà tồi tệ về khiến họ phải lao động như là nô lệ và tranh cãi với bố mẹ chồng trong cái ngày lễ trung thu rất là nhiều trường hợp xảy ra và trong một cái nhóm trên mạng xã hội thưa quý vị trong mấy ngày vừa qua thì các nàng dâu người ta liên tục phàn nàn về những cái cơ cực mình phải chịu trong những cái ngày mà trung thu à, và một cái số cô nói là cô là cái dâu út ở trong lễ ở trong cái gia đình đó thành ra cái lễ mà người ta gọi là cái lễ mà chu xót có thưa quý vị thì cô phải rửa bát trong vòng hơn 2 giờ đồng hồ và công việc nhiều vô kể vì có rất là nhiều người tới gia đình thăm non và ăn uống này nọ thành ra là người ta vui chơi nữa thành ra là người ta mấy cái cô này rửa chén liên tục than thở bởi vì mà bị đối xử bất công nhiều khi có những cái gia đình nó có con gái ruột mà lại không ra rửa chén mà dành cho những cái Đã nàng dâu thôi dùng. đó là cái vấn đề mà giữa phân biệt đối xử giữa, giữa nàng dâu và mẹ chồng thôi quý vị và hai năm qua thì cái cơn giận dữ dường như nguôi lại bởi vì hai năm qua thì đại dịch covid 19 thành ra các cô không phải uh, không phải làm bất cứ điều gì cũng như không phải nấu ăn nấu nướng gì cả uh, chỉ là một cái bầy một cái mâm để mà cúng chưa xiốt rất là khỏe thôi thành ra cô, mấy cô nói là rất rất là dễ và cảm giác rất là rất là tạm lắng cứ như là khoải thoải mái nhưng mà khi mà tất cả mọi cái nó đều quay trở lại thì cái việc mà chuẩn bị thức ăn và rửa bát nó kéo dài vô tận nó lại tiếp tục trong năm nay khiến cho các cô vô cùng mệt mỏi và đa phần là tất cả các nàng dâu người ta phải chuẩn bị như thế này và quý vị thấy trên màn ảnh đây là những cái mâm mà tất cả các nàng dâu phải làm phải thực hiện trong trước khi mà cái ngày mà cuốn chưa xuất này thưa quý vị à, đây là một trong một cái lễ người ta gọi là cái mâm cúng tổ tiên và dành để mà tạ ơn tổ tiên cũng như là những cái người mà uh, đã sinh ra mình ông bà cha mẹ này nọ để mà chuẩn bị cái nghi lễ này thì người ta phải dùng hết tất cả các tốc lực đi mua đồ hoa là tất cả các sân bay đều rất là chật kín người người ừ. ta đi đến những cái tỉnh này nọ của ở hàn quốc yeah. và khi đó thì những cái cô dâu này phải chuẩn bị từng cái món một thưa quý vị và như quý vị cũng thấy là trên cái màn ảnh này rất là có nhiều món và nó bày biện ra một cách rất là phức tạp và đây là một cái nghi lễ truyền thống của người dân Hàn Quốc khi mà người ta chơi Tết Trung Thu và hiện nay quá nhiều và hiện nay thì thưa quý vị các cô cũng như là những người phụ nữ người ta nói rằng người ta phàn nàn là nên giảm bớt đi những cái thủ tục những cái món ăn ở trong cái cái buổi lễ mà Trung Tết Trung Thu yeah. này để cho những cái cô đỡ cực đi tại vì cái thời thì hiện đại này rồi thì tất cả một cái nó đều cái gì mà mua đó sẵn phải. làm sẵn thì nó dễ hơn Đúng rồi. không cần phải bắt những cái nàng dâu này phải biết trực ăn bao nhiêu tiếp nấu giữ vậy không biết dạ, không? phải trực tiếp để mà làm những cái món ăn này thì để giảm áp lực cho những cái người phụ nữ đã uh, lập gia đình thưa quý vị thì hôm ngày 6 tháng 9 vừa qua đó ủy ban uh, gia đình và văn hóa của Hàn Quốc người ta đã uh, nói rằng là các tiêu chuẩn mới để người ta sẽ lập ra những cái tiêu chuẩn mới để thiết lập những cái nghi lễ bằng nghi lễ dành cho cái dịp lễ của Hàn Quốc để cho nó giảm bớt đi một số quy tắc nhất định cũng như là giảm bớt một số cái thức ăn để mà cho những cái cô này có khỏe hơn và như quý vị cũng đã biết thì là một cái bàn ăn của hàn quốc nó rất nhiều cái trái cây là một cái món ăn truyền thống gọi là Han Kua nó được bày đặt ở phía trước bàn đầu tiên là quý vị thấy đó và một số loại rau luộc gọi là namu ở hàng thứ hai tiếp theo đó là một số loại súp ở hàng thứ ba và tiếp theo nữa thì người ta nói là cá nướng ở hàng thứ tư và một bát cơm súp là ở hàng sau cùng và màu sắc cũng được rất là coi trọng và thực phẩm nhiều màu và nó nghĩ đến nhiều cái cội nguồn của của người dân hàn quốc thành ra là các cô phải chuẩn bị từng cái món ăn một trái cây súp canh tùm lum hết trơn bánh trái này như quý vị cũng đã thấy thì đây là một cái mâm ăn mà quý vị xin mời phòng kỹ thuật cho xem một lần nữa phần luận cuối hình ảnh ở, ở trên đây đại học cái mầm để cúng uh, cúng uh, cho suốt tết không tui biết tui. ăn bao nhiêu mà sao cúng nhiều vậy bây nhiều giờ thành ra phải giảm bớt thôi chứ để tội con dâu hàn quốc <laughs> may là chị huyền không làm không làm nàng dâu của hàn quốc ha làm là bị đi thấy mồ thấy chết giờ đâu có đây mà ngồi chờ ngồi uh, đem news lên với em lo, lo lo đi nấu ăn chết thì được luôn. dạ vâng và kính thưa quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay của như Huyền và Lê thái một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình cảm ơn quý vị chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ như Huyền và Lê thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai